Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cơ thể bầm dập, quân đội nói quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do đột quỵ. Lại một quân nhân tử vong ở tuổi 23 có dấu hiệu bất thường bầm tím khắp cơ thể. Tuy nhiên, báo chí của nhà nước Việt Nam đưa tin khẳng định rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên là chiến sĩ tiểu đoàn bộ binh 50, trung đoàn bộ binh 991, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, tử vong do đột quỵ, té ngã, xuất huyết não, nhồi máu phổi, chứ không phải bị đánh. Đó là vào khoảng 20 giờ 15 phút vào ngày 29 tháng 11, quân nhân Nguyễn Văn Thiên đi tắm tại nhà tắm của đơn vị, tự té ngã. Sau đó, Nguyễn Văn Thiên đi về phòng nằm nghỉ. Đến khoảng 21 giờ 15 cùng ngày thì Thiên có hiện tượng co giật, khó thở. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, đây là hình ảnh quân nhân Nguyễn Văn Thiên, 23 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ còn một tháng nữa là ra quân, bỗng nhiên tử vong với lý do là té ngã, đột quỵ. Trên trang Facebook cá nhân có 76.000 người theo dõi, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đưa ra thông tin như sau. Nguyễn Văn Thiên sinh vào ngày 10 tháng 10 năm 1998 ở thôn 2, thị trấn Cờ Bang, huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai. Thiên nhập ngũ vào ngày 10 tháng 2 năm 2020, Bình Nhất Thiên nhập ngũ ở trung đội thông tin tiểu đoàn 50 thuộc tỉnh Gia Lai, tức là Đức Cơ Gia Lai. Còn một tháng nữa thì Thiên được ra quân về với gia đình. Nhưng 22 giờ đêm hôm qua, gia đình Thiên được đơn vị báo tin em nhập viện do đột quỵ, sau đó gia đình lên thì em đã mất. 13 giờ hôm nay đã đem Thiên về nhà, nói là đột quỵ mà toàn thân thì bầm tím, đầu, thái dương và toàn cơ thể có dấu hiệu bị đánh bầm dập. Gia đình đang kêu gọi cộng đồng mạng lên tiếng để tìm ra nguyên nhân về cái chết còn lắm điểm đáng nghi ngờ này. Tối nay, pháp y sẽ về gia đình để trả lời nguyên nhân về cái chết chưa được sáng tỏ này. Theo kết quả tìm kiếm trên Google, thì toàn bộ báo chí Việt Nam và các trang dư luận viên đều đưa tin rằng quân nhân Nguyễn Văn Thiên tử vong do bị té ngã. Tuy nhiên, lý do nay thật khó tin bởi Thiên thì còn quá trẻ và hoàn toàn khỏe mạnh. Hơn nữa, quân đội và báo chí đã tự kết luận nguyên nhân cái chết trước khi có kết quả giám định của pháp y. Theo gia đình cho biết thì phải 10 ngày sau mới có kết quả giám định này. Cũng mới đây, nguồn tin từ đồng đội đã cho gia đình quân nhân Nguyễn Văn Thiên biết rằng chiều ngày 29 tháng 11, Nguyễn Văn Thiên có nhậu cùng một số anh em. Sau đó, trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo và sau đó phải đưa đi cấp cứu. Đến khuya thì Thiên đã tử vong. Tuy nhiên, những chi tiết này báo chí Việt Nam hoàn toàn không đăng tải và im lặng. Đây là hình ảnh cái chết của quân nhân Trần Đức Đô hiện nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nó cũng tương tự như trường hợp này. Trước đây, vụ quân nhân Trần Đức Đô cũng trẻ khỏe, sinh năm 2002, được kết luận là tự treo cổ tự tử, trong khi bố của Trần Đức Đô là ông Trần Đức Hội trả lời đài VTC cho biết thân thể của Đô có nhiều vết thương như mạng sườn, ngực bị sưng tím, lưng hằn dây thắt lưng và tím, nhiều vết thương bầm dập khắp cơ thể. Việc quân nhân bị đánh khi thực hiện nghĩa vụ quân sự không phải là mới ở Việt Nam. Vào năm 2004 trước đó, truyền thông nhà nước cũng đăng tải thông tin 6 quân nhân đánh chết một quân nhân khác vì cho rằng quân nhân này vi phạm kỷ luật quân đội và phải bị xử phạt. Những video đăng tải lên YouTube và Facebook ghi lại cảnh đánh nhau tàn bạo giữa lính cũ và lính mới. Mặc dù những video đó không ghi rõ ngày, tháng hoặc lính ở đơn vị nào, nhưng có thể thấy rằng những vụ bạo hành trong quân đội là khá phổ biến. Hơn nữa, sự trung thực, công tâm của nền báo chí Việt Nam đã bị đánh giá rất thấp bởi ai cũng hiểu rằng trên 800 tờ báo, phát thanh và truyền hình của Đảng đều bị khống chế bởi ban tuyên giáo của Trung ương. Họ chỉ đăng những thông tin có lợi cho Đảng Cộng sản, cho chính quyền, và những thông tin trái chiều tất nhiên sẽ bị kiểm duyệt chặt chẽ. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã ăn bữa tiệc bò rát vàng nghìn đô, được hàng trăm bài báo ngoài nước và quốc tế đăng tải suốt nhiều tuần nay. Nhưng báo chí tại Việt Nam thì tuyệt nhiên im bặt, dường như họ bị mù, bị cầm và bị điếc. Đây là hình ảnh hàng loạt báo chí quốc tế đăng tin về bữa thịt bò đắt tiền của ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, cả 800 tờ báo đài và phát thanh truyền hình trong nước đều câm lặng. Nguyễn Văn Thiên chết toàn thân bầm dập với phần đầu, lưng bị vết như roi, gậy quất vào đầu
mà bên quân đội nói là chết vì té. Lúc tối qua thì nói đột quỵ, thật quá đau lòng, chết oan ức, thế ai dám cho con em đi nghĩa vụ để nhận xác con như vậy nữa. Trên trang Facebook cá nhân, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ tiếp tục đưa tin như sau. Chiều tối nay, đơn vị của Thiên về gia đình và trả lời rằng kết luận sơ bộ về cái chết của em là bị té. Sau đó, đơn vị thuyết phục gia đình nên mai táng em sớm. Gia đình không chịu, muốn chờ kết luận của pháp y. Các sĩ quan trong Bộ Tư lệnh tỉnh Gia Lai trả lời rằng kết luận của pháp y phải 10 ngày nữa mới có. Cho tới hiện nay, tôi đã nói chuyện với gia đình nên mua tủ đông lạnh bảo quản em chờ kết luận của pháp y cũng như làm rõ về nguyên nhân cái chết của Thiên, rồi mai táng em cũng không vội. Gia đình cũng cương quyết giữ em không muốn mai táng vội để làm rõ nguyên nhân cái chết, vì gia đình không tin rằng Thiên bị đột quỵ trong khi hoàn toàn thân có vết đánh bầm dập đến như vậy. Quân đội, chính quyền địa phương cũng liên tục tác động với gia đình, không được trả lời báo chí nước ngoài, còn bắt gia đình gỡ video ảnh về Thiên trên mạng xã hội. Nếu bị tai nạn hay té, sao quân đội lại sợ hình ảnh loan tải đến như vậy? Phải chăng họ đang sợ hãi điều gì hay là sợ hãi sự thật được phơi ra trước công luận trong và ngoài nước? Đây là hình ảnh người mẹ đã ngất lịm bên xác con không nuốt nổi thìa cháo. Khi giao con cho quân đội, Nguyễn Văn Thiên là một thanh niên cường tráng với bao ước mơ, hoài bão, thì nay nhận về một cái xác chết. Lực lượng 47 đã lên bài chụp mũ thế lực kích động, không những thế tuyên giáo dùng ngòi bút kết luận là Thiên chết vì bị té. Trong khi chưa có kết luận pháp y mà tuyên giáo đã kết luận thay pháp y, đó là hành vi bao che tội ác, chạy tội cho kẻ ác đã ra tay sát hại Thiên. Điều này nói lên Đảng Cộng sản Việt Nam đang cùng quẫn như thế nào. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân được kể bởi đồng đội của Thiên từ đơn vị cho biết, chiều ngày 29/11, Nguyễn Văn Thiên có ăn nhậu cùng một số anh em, sau đó trung đội trưởng của Thiên đã đánh Thiên, đánh đập rất tàn bạo và sau đó phải đi cấp cứu. Đến khuya thì Thiên đã tử vong, lúc đó báo với gia đình cho rằng đột quỵ. Trưa hôm qua, đơn vị mang thi thể em Thiên trả về gia đình thì toàn thân bầm dập, thái dương có dấu vết bị gậy hoặc báng súng đánh còn bầm tím. Gia đình biết rằng sẽ khó đòi lại công lý, nhưng gia đình biết chắc Thiên bị đánh tới chết, bị cấp trên là chỉ huy, là đồng chí đánh chết. Nếu quân đội thừa nhận Thiên bị đánh thì gia đình sẵn sàng mai táng sớm, vì sự bao che cho tội ác của quân đội nên gia đình quyết tâm đi tìm chân tướng của sự việc tới cùng. Điều này để trả lại công bằng cho Thiên, để em ấy có thể nhắm mắt mà ra đi. Gia đình cũng là làm đơn gửi lên Cục Điều tra Hình sự Quân khu và gia đình mong dư luận lên tiếng cùng để đòi lại công lý cho Thiên, dù biết rằng rất mong manh. Đây là hình ảnh ông tiến sĩ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An bên trái cũng đã tử vong do ngã từ tầng 8 xuống đất vào ngày 17 tháng 10 năm 2019. Tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín cũng ngã từ tầng 14 xuống chung cư, tử vong vào hôm 5 tháng 4 năm 2020. Và cho đến nay, báo chí Việt Nam vẫn kết luận rằng hai vị tiến sĩ này đang mạnh khỏe bỗng nhiên tự té ngã mà chết. Gia đình Thiên cho tới hiện tại biết chắc rằng Thiên bị trung đội trưởng đánh dẫn đến cái chấn thương sọ não, chết oan ức, mà quân đội lại trả lời rằng Thiên tử vong do té nên cảm thấy rất oan ức. Vì vậy, gia đình không nghe theo lời quân đội để mai táng sớm mà vẫn để em ấy nằm y như thế. Mục đích là muốn giữ em thật lâu và mong tìm ra chân tướng của sự thật. Như người mẹ đã khóc cạn nước mắt, không nuốt nổi thìa cháo bên cạnh xác con trai mình, thì làm sao ta có thể cầm lòng cho được. Phải chi quân đội nói em Thiên bị đánh dẫn đến tử vong thì có lẽ người mẹ này sẽ không đau đớn đến như vậy. Khi giao con cho đi quân đội, Thiên là một thanh niên cường tráng với bao ước mơ, hoài bão, trẻ trung. Vậy mà, người mẹ này đang nghĩ gì? Giá như tìm cách ngăn Thiên đi nghĩa vụ, giá như Thiên đừng đi thì đâu có thể mất con đến thế. Giữa những tội ác, giữa sự bao che cho nhau bởi đồng chí, đồng đội, thì cuối cùng nỗi đau này không ai đau bằng người mẹ kia cả. Dẫu biết rằng công lý khó thực thi, nhưng vì lương tâm ta buộc phải lên tiếng, không phải chỉ cho con em Thiên, em Đô, mà còn con em của chúng ta sau này. Có lực lượng nào, quân đội nào mà người lính chết không phải ngoài chiến trận vì súng quân xâm lược mà chết bởi dưới tay đồng chí như quân đội Việt Nam? Nhà hoạt động Phạm Minh Vũ đã nêu nhận định của mình như thế. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa hậu Đỗ Thị Hà vót chông xiên thân quân Mỹ. Trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam đang khép lại quá khứ, hướng đến tương lai,
để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thì tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021, ban tổ chức dự thi Hoa hậu của Việt Nam lại dàn dựng cho Đỗ Thị Hà tham gia phần thi tài năng với bài độc tấu đàn trưng Cô gái vót chồng, sáng tác của Hoàng Hiệp. Bài hát thời đó Trung Mỹ từ năm 1965 có nội dung nâng cao lòng căm thù giặc Mỹ với hình ảnh cô gái vót chồng để xiên thầy quân Mỹ. Lời bài hát này nghe trong thời bình khá là man dợ, nhất là trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ gần đây khá nồng ấm với những lợi ích rất cụ thể cho Việt Nam. Đó là sự bênh vực công khai của Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trước những diễn biến ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Sự ủng hộ của 20 triệu liều vaccine chống COVID-19 và đặc biệt là xuất khẩu vào Mỹ đem lại lợi ích rất lớn đối với nền thương mại của Việt Nam hơn cả lượng hàng hóa xuất khẩu vào thị trường châu Âu. Đây là hình ảnh Hoa hậu Đỗ Thị Hà với phần biểu diễn tài năng đàn trưng với bản Cô gái vót chồng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Trên trang Facebook cá nhân, tác giả Đặng Phước đã mô tả như sau. Chắc rằng ban tổ chức và giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2021 đang diễn ra tại Mỹ, họ từng biết nội dung bài hát này bởi vì các phương tiện truyền thông của Việt Nam phát liên tục từ năm này sang năm khác. Đặc biệt, nội dung bài hát có đoạn rất là phản cảm như còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, vân vân. Về phần nghệ thuật trình bày của thí sinh Đỗ Thị Hà, có lẽ đoàn Việt Nam biết được điểm yếu của Đỗ Thị Hà nên phối nhạc nền vừa dày vừa có âm lượng lớn, át cả phần trình bày chủ công của tiếng đàn trưng. Tuy vậy, cũng không che giấu được những khiếm khuyết của thí sinh Đỗ Thị Hà. Cô Hà chơi trưng nghe tiếng đàn rời rạc, chệch nhịp, phần kỹ thuật yếu nên nền nghe đàn nhát gừng, rất khó chịu khi mà phải giới thiệu chuyên môn gọi là đánh đàn chưa sạch, như học trò đang tập đánh đàn vậy. Thật là khó hiểu khi đoàn Việt Nam tư vấn và lựa chọn phần thi tài năng cho thí sinh Đỗ Thị Hà tham gia thi Hoa hậu Thế giới năm 2021 lại chọn bài độc tấu đàn trưng Cô gái vót chồng với sự trình bày đã kém phần về nghệ thuật, đồng thời để gợi lại quá khứ chẳng mấy hay ho gì, gây phản cảm cả cho nước chủ nhà. Văn hóa giao tiếp như vậy là rất thiếu thốn. Mặc dù Mỹ là cựu thù của nhà nước Cộng sản Việt Nam, nhưng suốt mấy năm qua, Mỹ đã có những hành động ngăn chặn Trung Quốc gây hấn trên Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam. Đó là những hành động thiện chí của nước Mỹ, của người Mỹ và chính phủ Mỹ đối với Việt Nam như vậy. Và cũng vừa mới hôm qua, nước Mỹ đã chuyển đến Hà Nội hơn 2 triệu liều vaccine, nâng tổng số vaccine mà Mỹ viện trợ cho nhân dân Việt Nam là khoảng 20,5 triệu liều. Vậy mà, trong các hoạt động văn hóa hoặc truyền thông, hễ có dịp là ra sức chống Mỹ, thật là quái đản với các suy nghĩ của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Đây là hình ảnh Hoa Kỳ đã ủng hộ Việt Nam 20,5 triệu liều vaccine, cộng thêm 111 tủ lạnh âm sâu bảo quản vaccine. Đó là sự hỗ trợ lớn nhất mà Việt Nam nhận được từ nước ngoài trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh cũng bàn bình luận với nội dung như sau. Những cái ngu không cần dạy. Cô Hoa hậu Đỗ Thị Hà, sinh viên đại học, đạt vương miện và kịp thời gây tiếng ngay khi vừa đăng quan về trường để ra mắt. Hành động cô ngồi chiếm trệ và ông thầy hiệu trưởng đứng lòm khom, cóm gióm trước học trò của mình đã làm nổi sóng dư luận xã hội khi đó. Rằng thì là thời thế thay đổi. Cái lúc mà bố phải khúm núm cúi chào con mình, thầy phải cúm rúm run rẩy chứ học trò chỉ vì nó quá đẹp. Quả là xã hội đã và đang rất loạn. Thế rồi hôm nay cô ta đi thi Hoa hậu Thế giới tại vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tại đó cô lại gây sóng gió khi đứng trên đất Mỹ thể hiện tư tưởng chống Mỹ đến cùng với bài hát Cô gái vót chồng trong phần dự thi của mình. Còn gì ngạo nghễ hơn khi người đẹp nhất đại diện của Việt Nam đứng ngay trên đất Mỹ cất cao tiếng nói thẳng vào mặt bọn đế quốc xâm lược rằng mỗi mũi trông nhọn sắc căm thù, xiên thây quân cướp nào vô đây. Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo, em chưa ngừng tay vót trông, rào buông rẫy. Và rồi, ê quân xâm lăng gian ác, bay muốn vào mũi trông sẵn sàng đây, chờ bọn bay, diệt bọn bay.
Và còn gì tự hào hơn khi một cô gái mới nứt mắt ra mà đã dám chửi thẳng vào cả đất nước Mỹ đang được coi là hùng mạnh như vậy. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khi đó vào ngày 14 tháng 7 đã công bố quan điểm của chính phủ Mỹ bác bỏ hầu hết yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, gọi đó là phi pháp. Có lẽ nghe những lời này, ban tuyên giáo và hàng ngũ dư luận viên sẽ mở lòng, mở dạ và độ sung sướng lên rất cao. Thế nhưng điều cô ta không biết là chính tên sen đầm quốc tế, chính bọn đế quốc Mỹ kia lại là những người tử tế nhất với Việt Nam và đã cho Việt Nam cả hàng tỷ đô la, hàng chục triệu liều vaccine chống dịch hiện nay, thậm chí cả đồ dùng, dụng cụ và thiết bị y tế, mà không kèm theo điều kiện nào như anh bạn vàng, quan thầy của đảng, gửi mấy liều thuốc mà dân từ chối cũng không được. Ngoài ra, anh bạn vàng Bắc Kinh còn kèm theo đủ điều kiện của họ. Và điều đó rất có thể là cô ta được sang đất Mỹ dự thi, chính cô ta cũng nhờ mấy mũi vaccine trích ngừa từ bọn đế quốc tư bản mà cô ta đang chờ ôm những mũi trồng nhọn sắc quân thủ để chờ bọn bay diệt bọn bay. Điều cô ta không biết là ông chủ tịch nước vẫn cứ gửi thư, gọi điện đều đều xin viện trợ vaccine từ bọn đế quốc ấy. Và điều cô ta càng không biết là cái chính sách của nhà nước rằng chửi thì cứ chửi, tiền cứ lấy và càng chửi để càng kiếm tiền từ thế lực thù địch. Thì đó là tính cách của anh chàng Chí Phèo mà nhà văn Nam Cao đã nói đến từ rất lâu. Nhiều người cứ băn khoăn tự hỏi, lẽ nào cha ông đã có nói rằng nó lú thì có chú nó khôn, mà sao lại để xảy ra nông nỗi đến như vậy? Lẽ nào để xảy ra việc ngu dại đến mức phá hoại công lao của đảng, của chính phủ, của chủ tịch nước và ngay cả ông thủ tướng đồng hương của cô ta đã và đang ngày đêm tìm mọi cách để ngoại giao vaccine, nghĩa là ngoại giao vác giá đi xin, theo định nghĩa dân gian chia sẻ. Lẽ nào một cô sinh viên, một hoa hậu đại diện cho vẻ đẹp của Việt Nam, không chỉ là sắc đẹp và cả trí tuệ, lại có thể làm cái việc ngu dốt rằng chạy đến nhà ân nhân cứu bố mẹ chúng để chửi vào mặt của họ hàng của họ, hàng hốc nhà người ta, cho thỏa cái sự ngạo nghễ của mình. Đây là hình ảnh số phiếu bầu online cho hoa hậu Đỗ Thị Hà hiện vẫn là 0%, mặc dù cô đã kêu gọi trên Facebook cá nhân từ 3 ngày trước. Sẽ không ai hiểu được điều đó nếu họ không biết được điều này. Chẳng ai có thể ngăn cản những việc làm ngu dại của nó và cả những đứa như nó ở đất nước này. Bởi vì ngay cả những kẻ đẻ ra nó, những kẻ không chỉ là vai chú của nó, chưa kịp khôn đã đành, mà cả những kẻ đang lãnh đạo cái đảng tự cho là anh minh nhất, là trí tuệ, là văn minh, là khoa học, là đạo đức nhất của nó vẫn cứ ngu dại như thường. Hành động vào nhà có người treo cổ để gạ bán dây thừng vẫn đang được các lãnh đạo sử dụng hàng ngày thì trách chi một cô bé đang được đào luyện trong cái lò của đảng. Ở đó có nhiều cái ngu, không cần dạy thì nó vẫn cứ phát triển đều đều. Nhà báo Nguyễn Hữu Vinh đã nêu ra quan điểm của mình như thế. Ở một góc nhìn khác, Facebook Hoàng Ngọc Diêu thì viết rằng em hoa hậu Đỗ Thị Hà phán rằng chia sẻ với dân Việt trước thềm tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cho hay, dù biết chơi đàn rưng rất khó, nhưng tôi vẫn quyết tâm mang văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên để giới thiệu với bạn bè quốc tế. Đây là cái ngu của em Đỗ Thị Hà. Bản thân cô gái vót trông là bản nhạc do ông Hoàng Hiệp, dân cách mệnh ở An Giang, tự nói ra. Bài hát nói về cô gái sông Ba, Trung Mỹ, có nghĩa là vùng Kon Tum, Đắk Lắk. Hoàng Hiệp tập kết ra Bắc từ năm 1954, mãi đến năm 1975 mới vô lại trong Nam, và cô gái vót trông là sản phẩm xuất hiện vào năm 1965. Khi Hoàng Hiệp còn ở ngoài Bắc và chưa hề đặt chân tới sông Ba, thì làm sao đẻ nó ra thành văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên cho được. Đây là hình ảnh, cho đến nay Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Trong ảnh là biểu đồ cơ cấu thị trường xuất khẩu của Việt Nam vào năm 2017. Vùng sông Ba là vùng đa số dân tộc Ê Đê và Giả Tràm, Kon Tum và Đắk Lắk sống, chỉ có một phần nhỏ là dân Gia Lai và Ba Na sống. Còn đàn rưng là đàn của dân tộc Gia Lai và Ba Na. Thì sao lại vác dâu ông nọ cắm cằm bà kia để rồi phán rằng văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên được? Dân Ê Đê chủ yếu dùng chiêng, cổng và bộ hơi, tức là sáo và kèn. Chỉ có dân Gia Lai thì mới có bộ gõ, tức là đàn rưng. Nếu có thì pha tạp,
thì không phải là đặc trưng và càng không phải là cô gái sông Ba. Chứng tỏ Hoàng Hiệp chẳng biết quái gì và đám hậu bối cũng tiếp tục dùng cái mù và cái vịa của Hoàng Hiệp. Em Hà nói ra toàn vắc chuyện dân tộc nhưng em chẳng biết quái gì về văn hóa lịch sử của dân tộc, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên hết. Phía Lề Đảng thì chống chế như sau, đây chỉ là giai điệu trên đàn rừng, không có bài hát. Tuy nhiên gần đây trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin hiểu nhầm tiêu cực về màn trình diễn của Hoa hậu Đỗ Thị Hà với tiết mục tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Đây là cái ngu của báo Lề Đảng. Nếu chỉ là giai điệu, tại sao không dùng một bài đặc trưng và thật sự của dân tộc Ede hay Gia Rai hay Ba Na ở vùng Tây Nguyên mà là vác cô gái vót trông, một sản phẩm tưởng tượng của một ông ở An Giang chưa đặt chân tới Tây Nguyên trong khi ông ta đẻ ra một ca khúc đậm tính tuyên truyền như vậy. Giai điệu cô gái vót trông chẳng có gì là Ede, cũng chẳng có gì là đặc trưng của Tây Nguyên hết. Khi đã lỡ ngu và bị chửi thì nên chịu khó nghe chửi. Đừng dùng cái ngu để tiếp tục chống chế cho cái ngu.